Chào cô chú anh chị nha, em có hai con Mitsubishi. Mitsubishi nha, đời này thì em bán nhiều rồi. Đời này là đời màu vàng là nó sẽ đỡ thêm Ryobi nha mọi người nha. Đó. Màu tím nó sẽ đỡ Mitsubishi, màu xanh nó cũng sẽ đỡ Ryobi ha. Đó. Rồi còn màu đen nữa nha mọi người. Tùm lum màu tại vì đây là đời mới nha. Có những con nó sản xuất gần đây luôn mọi người. Con này coi thử. Này TB27 nha, TB27. Này 2018. Máy tinh à. Đó. Đủ đô hết nha mọi người nha. Đây, ghe nó đây, để đến nha. Đẹp lắm. Máy tinh. Máy lắp máy máy tinh. Còn đây còn vậy. Còn mới. Như máy mới luôn. Mới lắm. Con này 2019. Tay ga nó đây, tay ga bóp nha. Này thằng này nó mới về nên là em chưa lắp cái cầm vô. Lắp cái cầm vô cho này. Còn zin nữa nha mọi người. Mitsubishi này, Mitsubishi này. 2630. Mình in Japan hết nha. Hàng này đều là chuẩn của Nhật hết nha, sản xuất nha mọi người. Mitsubishi. Con này cái chén cỏ này thì em cho một cái đi theo nha. Này con này nó có cái ổ cước đi theo luôn này. Có ổ cước giật cái xe luôn. Anh em nào làm cái cặp này thì báo em nha. Này chưa máy chưa dọn em bao hơi lửa nha. Máy chưa dọn em bao hơi lửa. Nào làm nguyên cặp này báo em. Cả hai con thôi.